sáng đầu tuần nhưng Hà Nội mưa như trút. Cơn mưa lớn 40-50mm kéo dài suốt từ đêm qua tới sáng nay đã khiến các tuyến đường từ ngoại thành đổ về trung tâm đều tắc cứng. Xe cộ đứng im một chỗ, nhiều chỗ hỗn loạn, nhiều người bỏ cuộc, muộn giờ làm, xin lùi hoãn các cuộc gặp, cuộc họp. Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn 40-50mm kéo dài suốt từ đêm qua tới sáng nay đã khiến rất nhiều tuyến đường của Hà Nội như Thái Hà, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Láng Hạ, Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Lương bị ngập rất nặng. Khu vực quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mưa rào lớn, các tuyến đường trong khu đô thị Dương Nội, khu dân cư nước đều lên nhanh. Trên đoạn đường Lê Văn Lương, nước không thoát được một đoạn dài khiến đường này bị ngập nặng, các phương tiện nối đuôi nhau đi chậm. Theo quan sát, nhiều phương tiện nước ngập quá nửa bánh xe khiến xe chết máy, phải giác bộ. Tại trước tòa chung cư The Line, hàng trăm học sinh chờ xe đón đến trường, nhưng hầu hết bị muộn. Tuyến đường Lê Văn Lương là một trong những tuyến chính. Người dân các khu vực phía Tây Hà Nội đổ về nội thành làm việc rất nhiều. Tới 7 giờ 30 phút cùng ngày, nước khu vực trên đường Lê Văn Lương vẫn sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Khoảng 8 giờ, anh Vũ Lộc cho biết, trên đường Vành Đai 3, các phương tiện bị ùn tắc kéo dài gần 1 tiếng. Trong khi đó, anh Nguyễn Phương Bình thông tin, phố Vương Thừa Vũ gần ngã tư Sở đã bị tắc cứng từ 7 giờ đến hơn 8 giờ. Xe cộ vẫn đứng yên tại chỗ. Các tuyến phố Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng ở quận Thanh Xuân cũng tắc cứng không lối thoát, chị Vũ Huyền Anh thông tin. Trên đường Tố Hữu, một số đoạn bị ngập sâu, dẫn đến xe cộ các loại tắc cứng cả đoạn dài 5-7 km từ ngã tư Vạn Phúc đến ngã tư Lương Thế Vinh. Tiếp tục đến hầm chui Khuất Duy Tiến, Vành Đai 3 qua quận Thanh Xuân, xe cộ tiếp tục xếp hình, kéo dài đến ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương. Tại các nút giao trên đường Nguyễn Trãi, đèn xanh đã đếm gần hết số nhưng các phương tiện vẫn đứng yên như đang chờ đèn đỏ. Có những thời điểm, 8-10 phút xe mới nhích được một chút. Dọc các quán trà, cà phê ven đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu, nhiều người không thể kiên nhẫn đợi thông đường, đã tạt vào dừng chân để chờ hết ách tắc thì đi tiếp. Trong khi đó, tại khu chợ đồ cũ Vạn Phúc, quận Hà Đông, các quán trà đá không còn chỗ ngồi. Anh Hà, một người đang tá túc, tạm lánh mưa ngập, tắc đường cho biết, lúc 7 giờ khởi hành từ khu vực Ba La Yên Nghĩa, nhưng đường Quang Trung, quận Hà Đông tắc cứng, nên phải tìm đường thoát sang tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương theo đường 70. Nhưng đến khu vực phường Vạn Phúc thì không thể đi tiếp nữa. Từ khoảng 8 giờ, trời Hà Nội mưa trở lại, thời tiết rất xấu. Nhiều người đã quay trở về sau khi đi làm được nửa đường.